There are so many masks. And here's our two friends. Tớ thích cái này trông rất lạ phải không? Rất đặc biệt đó. Tất cả các mặt nạ ở đây đều có một ý nghĩa riêng của nó. Mặt nạ này là biểu thị cho một vị quan võ. Vì thường thường là màu đỏ là màu nóng, biểu thị cho người trung thực. Những cái đường nét hoa vang như vậy biểu thị người ta đang nóng giận. Tại vì có nhiều quan thơm lơm ở trong triều đình. Lại hình ảnh này là biểu hiện một người quan võ đang đấu tranh vì sự tốt xấu. Còn đây, đây là mặt nạ biểu hiện cho quan văn. Thường thường màu vàng và màu hồng. Những cái này màu vàng và màu hồng là biểu thị cho một người hiền hậu. Cái nét mà vẽ về quan văn là nó sẽ mềm dịu hơn cái nét vẽ về quan võ. Đây là một cái nghề truyền thống vẽ mặt nạ ở Hội An mình. Chỉ làm thủ công, mình làm toàn bộ là bàn tay hết. Tất cả khách du lịch đến đây đều rất thích ngắm nghía và lựa chọn rất lâu. Tất cả những tác phẩm này đều là của chị A. Tất cả những tác phẩm này đều là của chị A. Đúng rồi, tất cả các mặt nạ ở đây đều do chị vẽ. Thật là tuyệt. Em chơi anh này. Cả nhà em sẽ rất thích. Cả nhà em sẽ rất thích. We could see that Darren and his friend used the structure. Tất cả các mặt nạ ở đây đều có một ý nghĩa riêng của nó. Tất cả khách du lịch đến đây đều rất thích ngắm nghía và lựa chọn rất lâu. Tất cả những tác phẩm này đều là của chị A. Tất cả những tác phẩm này đều là của chị A. Đúng rồi, tất cả các mặt nạ ở đây đều do chị vẽ. Cả nhà em sẽ rất thích. Cả nhà em sẽ rất thích. Do you remember how to use this structure? Let's try to set an example of this structure. Your 5 seconds for thinking starts now. What do you have? Let's see some of our example. Tôi muốn ăn tất cả các món ăn ở Hội An. Cả thành phố chỉ có một khu vui chơi. Cả nhà tôi sẽ rất thích sống ở Việt Nam. After learning about paper mache, our two friends were very excited and decided to paint their own masks. So, what have we learned today? We have learned the similarities and differences in using the words cả and tất cả. We also learned about paper mache mask. See you in the next episode of Hello Vietnam!